Đảng bộ xã Quang Sơn hiện có 2 chi bộ sinh hoạt ghép lãnh đạo 4 xóm, trong đó chi bộ Lân Đâm đến thời điểm này chỉ có duy nhất một đảng viên, qua rà soát vẫn chưa có nguồn phát triển. Để phấn đấu thực hiện mục tiêu từng bước xóa chi bộ phải sinh hoạt ghép, thời gian qua, bằng nhiều giải pháp, Đảng bộ xã đã triển khai các bước để tách chi bộ Đồng Thu hiện đang lãnh đạo 2 xóm Đồng Thu và Trung Sơn. Ngoài việc tăng cường công tác bồi dưỡng nguồn kết nạp đảng tại chỗ, Đảng bộ xã đã phân công các đồng chí trong ban chấp hành, lãnh đạo các tổ chức chính trị đoàn thể về địa bàn trực tiếp tham gia sinh hoạt tại cơ sở. Do đó, đến cuối năm 2022, Đảng bộ xã Quang Sơn đã thành lập mới được chi bộ Trung Sơn. Đối với Đảng ủy cũng đã tiếp tục là duy trì cái tổ công tác, tiếp tục phân công nhiệm vụ cho các thành viên, cũng đã thành lập được một chi bộ mới ở Trung Sơn này. Thì hiện nay có 7 đảng viên, thì trong đó có 4 đảng viên là ở cơ quan là về đây sinh hoạt cùng với chi bộ Trung Sơn. Hiện nay các cái tổ chức này hoạt động rất là đều. Từ khi thành lập mới chi bộ đến nay, qua đánh giá cho thấy hầu hết các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn đều được cấp ủy chi bộ ra nghị quyết, phân công đảng viên phụ trách tuyên truyền, vận động nhân dân và tổ chức lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả. Đơn cử như việc vận động nhân dân tham gia xây dựng đường giao thông liên xóm, triển khai ứng dụng khoa học kỹ thuật trong trồng trọt chăn nuôi, đưa cây na trở thành cây trồng mũi nhọn chủ lực giảm nghèo tại xóm Trung Sơn đều đạt được những kết quả tích cực. Cùng nhau tham gia chung tay vào làm, đấy rồi thì cùng nhau dọn sạch, rồi thì làm như thế nào để cho con đường làm được cái tốc độ nhanh nhất. Đấy, và con cũng rất là nhiệt tình ủng hộ. Từ cái lúc mà chúng ta bắt đầu làm được cái con đường bê tông sạch sẽ rồi thì cái bà con thì cũng thấy rất là phấn khởi. Thời gian trước thì là chở những cái xe củi về đến nhà thì cũng rất khó khăn. Nhưng bây giờ thì chở xe củi về đến tận nhà thì không vướng một cái gì cả. Trong những năm qua thì với cơ chế chính sách hỗ trợ nhà nước thì đã hỗ trợ toàn bộ cây giống về giống na để cho bà con nhân dân. Hiện nay thì cái diện tích trồng na khoảng 40 hectare. Thì nhiệm vụ tới thì cũng mong muốn là cũng để nâng cao cái giá trị sản xuất của bà con nhân dân ấy. Thì muốn là thành lập cái hợp tác xã về cây na, sau đó thì hướng dẫn cái quy trình sản xuất theo hướng an toàn. Đấy, thì cái kế hoạch của chủ trương xã thì mong muốn là sẽ sớm thực hiện. Ngoài nhiệm vụ tập trung củng cố và nâng cao vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở trong phát triển kinh tế, chi bộ mới Trung Sơn còn thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, vận động nhân dân từ bỏ, không tin, không nghe, không theo, tiến tới xóa bỏ ảnh hưởng của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình trên địa bàn, giữ vững an ninh trật tự, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở địa phương.